là lực quần áo thật bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cách chấp bình dân đến lạ thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ấp tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, yêu 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 như bát bún siêu 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 bao nhiêu sợi bao nhiêu sợi tinh 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 tinh. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai cho thật đã đầy. Là khách mời đặc biệt ngày hôm nay cùng với bài hát rất sôi động vừa rồi, Ăn gì đây, cực kỳ phù hợp với không gian giải trí với khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và Mr. T, Tăng Quốc Anh chính là vị nghệ sĩ khách mời mà hai fan hâm mộ sẽ cố gắng nấu những món ăn thật là ngon để dành tặng cho riêng bạn. Hãy cố gắng thưởng thức và chấm điểm thật là công tâm dựa vào cảm xúc của chính mình. Chắc chắn rồi ạ. Yeah. Và bây giờ xin mời Mr. T hãy sẵn sàng bước vào những không gian mới tiếp theo nữa. Hãy tiến về khu vực tủ lạnh đằng kia. Bên trong đó có... Ồ, em ham ăn vậy luôn hả? Anh thích á. Ngay cậu luôn đi, hả? Ừ, đi. Ok, ok. Và bây giờ chúng ta đang đến với khu vực để chiếc tủ lạnh đầy quyền lực. Bên trong đó là những món báu vật về thức ăn mà chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Cái gu ẩm thực của Mr. T thích và không thích những món nào chúng tôi đã để sẵn ở trong đó. Wow. Đây cũng là những cái cơ sở, những dữ liệu để cho những fan hâm mộ của Mr. T tìm hiểu xem bài thích và không thích những món gì. Và bây giờ xin mời Mr. T hãy gặp gỡ hai bạn trẻ rất đáng yêu và dễ thương, đó chính là Tố Uyên và Bảo Châu. Xin mời. Và giới thiệu với Mr. T, đây là Tố Uyên, đây là Bảo Châu. Gặp gỡ Mr. T rồi đó, thấy hồi hộp không? Dạ hồi hộp, dạ có, tìm em lên đập. Còn Tố Uyên thì sao nào? Dạ em rất là, cảm thấy rất là hồi hộp khi mà được âm Mr. T ở đây. Các bạn yêu mến Mr. T từ rất lâu rồi đúng không ạ? Dạ. Có bài hát nào? Dạ Thu Cuối. Thu Cuối, bất hủ rồi, bất hủ rồi. Cảm ơn. Còn ăn gì đây thích không? Dạ cũng thích anh, mỗi lần mà nghe bài đó là em thấy đói bụng rồi. Còn Tố Uyên thì sao? Dạ em cũng thích anh Mr. T từ bài Thu Cuối, thì những tác phẩm sau này của anh Mr. T em đều nghe và thích hết ạ. Và ngày hôm nay gặp gỡ trực tiếp thần tượng của mình là Tăng Quốc Anh, là Mr. T, thì các bạn cũng có tìm hiểu về cái gu ẩm thực của ảnh chưa? Tại vì ảnh là trai bác đó, nhưng mà ảnh nam tiếng để lập nghiệp, đâm ra là không biết là theo bạn Châu thì là Mr. T thích ăn những món gì. Dạ thì em nghĩ là nếu anh thích, Mr. T thích sẽ ăn bún ốc hoặc là bún đậu hoặc là bún chả Hà Nội. Trời ơi, em lấy thông tin đó đâu ra mà chuẩn vậy, từ chính xác hát, vậy. Từ bài hát, ăn gì đây mới vừa dẫn. Rồi ok, chính xác rồi đấy. Còn Uyên, em đoán xem. Em thì em nghĩ là anh Mr. T sẽ thích tất cả những cái món đồ ăn của Hà Nội. Thích hết luôn. Cũng đúng thôi, chúng tôi sẽ tiết lộ thêm vài thông tin quý báu nữa để cả hai bạn chơi ngày hôm nay cố gắng nấu nhiều món ăn thật là ngon và đúng với khẩu vị của Mr. T nha. Bây giờ hãy gặp gỡ và tương tác với chiếc tủ lạnh đi nào. Xin mời. 2, 3, mở ra. Rất nhiều món nguyên vật liệu và thức ăn ở trong đây, cay, đắng, ngọt, bùi có đủ hết luôn á. Bây giờ nhiệm vụ của hai bạn chơi là cố gắng nhìn, quan sát, nhớ thật kỹ. Còn Mr. T chỉ việc trả lời có hoặc không thôi. Trong này có món ăn nào mà bạn thích hay không? Ok. Có.
Nhất trí. Có món ăn nào mà bạn không thích hay là không ăn được không? Tất nhiên ăn thì vẫn ăn được nhưng mà cảm thấy mình không thấy vui vẻ cho lắm thôi. Vậy hả? Có nào mà nuốt vô không được không? À, chắc ví dụ là không như được. Là vỏ chai ấy, mình nuốt được không? Chắc không đâu ha. Vậy là không. Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi. Rồi, cảm ơn Mr. T rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Như vậy thì với những món ăn vừa rồi, Mr. T cho hệ chia sẻ cho YouTube biết được rằng là giữa chua, cay, đắng, ngọt, bùi, chát, vân vân, hương vị và gia vị nào mà bạn cảm thấy thích và bạn thấy không thích? Nhìn thân hình của em như vậy nên là có thể khẳng định một điều rằng là em là một người không phải là quá là phàm ăn. Tức là khó trong chuyện ăn uống. Nên thành ra là em rất là dễ ăn uống trong những cái món liên quan đến các cái khẩu vị. Nhưng mà để mà nói có một số những cái món mà anh cảm thấy là mình ăn đến tới giờ lớn rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình ăn không quen, đó là những món liên quan đến vị đắng. Ví dụ như là khổ qua, mướp đắng, rau đắng không ăn được. Yeah. Còn lại thì tất cả mọi thứ bạn đều dễ dàng dung nạp vào cơ thể. Đó chính là cơ sở để chúng tôi có thể tiết lộ cho bạn biết được rằng là Mr. T thích và không thích những món như thế nào. Bây giờ hãy sẵn sàng để có thể làm quen với gian bếp rất là đẹp mắt của chúng tôi. Xin mời tất cả mọi người. Như vậy là cả hai bạn Tố Uyên và Bảo Châu đã chọn một gian bếp của riêng mình. Sẵn sàng nha, những món đặc cụ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu những nguyên vật liệu thôi, chính và phụ. Chính thì chúng ta chưa biết là món gì, nhưng phụ sẽ liên quan đến sở thích của Mr. T. Ở đằng sau lưng Mr. T là một khu vực siêu thị mini với rất nhiều món nguyên vật liệu và món ăn đó. Các bạn đoán xem Mr. T sẽ thích và ăn được những món nào. Các bạn có 60 giây. Trong vòng 60 giây đó, mỗi lượt đi được quyền lấy một món và tận dụng khoảng thời gian đó để kèm càng nhiều món càng tốt. Và ai có số món ăn hợp lệ và đúng với khẩu vị của Mr. T nhất thì người đó sẽ giành được quyền ưu tiên chọn món nguyên vật liệu chính. Sẵn sàng nhé. Đếm hiệu lệnh đi T. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, phần thi thứ nhất bắt đầu. 3, 2, 1, let's get it. Thời gian đã hết. 60 giây. Đấy là khá nhiều. Chúng ta kiểm tra bên khu vực của bạn Uyên đi. Nào, ok. Bốn món ăn này, Mr. T hãy xác nhận cho chúng tôi biết được rằng bốn món này, món nào là bạn cảm thấy thích và hợp khẩu vị? Có bao nhiêu món nào? Hiện tại thì là qua 60 giây thì Tố Uyên đã mang về được là bốn món ăn. Nhưng mà trong đó có những món mà Mr. T thật sự là cảm thấy không phù hợp với khẩu vị của mình. Nhưng mà may mắn rằng là có đến tận hai món anh rất thích ăn. Là món gì? Đặc biệt đó là những món liên quan đến bún anh Hoàng ơi. Đây. Chắc chắn rồi, đây là món bún thịt nướng. Dạ, bún thịt nướng. Và bún giò heo. Chính xác ạ. Hai món, như vậy là chúc mừng Tố Uyên. Cảm ơn bạn. Em cảm ơn. Không biết là bên đây có vượt qua được con số 2 hay không? Kiểm tra xem, trong 5 món nguyên vật liệu này, Mr. T cảm thấy thích hay là hợp khẩu vị với món nào nhất? Em cũng nhanh tay đấy Châu ạ. Trong 5 món thì em đã có một món mà anh rất thích ăn rồi, đó là màn bún. Đó. Con món hả? Như vậy Mr. T cảm thấy là hợp khẩu vị với món bún mà thôi. Tất cả những món gia vị còn lại thì Mr. T cảm thấy không thích. 2-1. Như vậy phần ưu thế đang tạm nghiêng về cho Tố Uyên. Chúc mừng bạn. Và như vậy thì bạn Tố Uyên lựa chọn một trong hai món nguyên vật liệu chính ngày hôm nay. Đó chính là món gì? Xin mời quý vị chờ trong giây lát. Đây chính là hai món nguyên vật liệu chính ngày hôm nay. Một bên là ốc bươu. Một bên là thịt gà. Thì không biết là Tố Uyên, sở trường nấu ăn của bạn, và bạn sẽ quyết định chọn nguyên vật liệu chính nào? Dạ, bình thường á thì em rất hay nấu món thịt gà. Nhưng mà hôm nay thì em muốn thử sức một chút nên em sẽ chọn ốc bươu. Ghê ta. Ten. Như vậy đương nhiên thịt gà thuộc về bạn. Và với món thịt gà này bạn cảm thấy tự tin chưa? Dạ. Nhưng mà chỉ có hai nguyên liệu chính mà chưa có nguyên liệu phụ. Chúng ta vẫn chưa biết được món ăn sẽ định hình theo phong cách nào. Nên bây giờ xin mời Mr. T cùng với hai bạn người chơi hãy tiến vào vòng thi đấu được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm.
Đây chính là vòng thi đấu để mang lại những món nguyên liệu phụ giúp cho hai người chơi có đầy đủ những món nguyên vật liệu để nấu ăn thật là ngon dành tặng cho Mr. T. Tại vòng thi đấu này, Mr. T sẽ hỗ trợ cho cả hai người chơi. Với người lượt chơi đầu tiên sẽ dành cho bạn Châu thì hãy cố gắng đưa ra những phần gợi ý thật là chính xác giúp cho Mr. T đoán được rằng đề bài trên màn hình là món gì. Và lưu ý đừng phạm quy, bất cứ một chữ gì mà liên quan đáp án là coi như là phạm quy là không tính điểm, bạn sẽ bị thiệt thòi rất nhiều đấy. Nào, sẵn sàng với 90 giây, 60 giây đầu tiên là phần gợi ý, 30 giây còn lại là phần để Mr. T chạy về phía khu vực trình bày và trưng bày để lấy những món nguyên liệu phụ. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này nó giống hủ tiếu nhưng mà không phải là hủ tiếu anh. Phanh thánh. Nó giống hủ tiếu, nó rất là giống hủ tiếu. Gì? Món màu trắng. Sợi sao ăn vô hay sao? Sợi nhỏ mảnh mảnh y chang hủ tiếu luôn nhưng mà ở ngoài miền Bắc người ta hay nấu nước. Rồi bỏ qua. Cái này là con thỏ hay ăn nhưng mà nó khác màu, nó màu này nè anh. Cà rốt. Không, nó khác màu, nó màu. Nó giống cà rốt. Nó màu trắng, nó màu trắng. Thắng quay rồi. Cái này anh đi chợ anh hay sao? Trả tiền nhưng mà bây giờ kỳ kèo anh. Mặc cả. Là món gì? Giá. Cái này á, thay vì mình nấu canh nó nấu tôm khô thì mình nấu cái này. Khó đấy, bỏ qua. 60 giây kết thúc. Và bây giờ BOT tận dụng những dữ kiện mà mình đã có lấy về. Có vẻ là hơi ít đòi ha. Đi lẹ đi em, 30 giây rồi em. Trời ơi, đã món rồi mà còn câu giờ nữa. Trời ơi. Giá nè. Trời ơi, đây là phần thi kỷ lục luôn. Giá nè. Cái gì đâu, được chưa? Ủa anh nhớ có món mà tí. Sao em nhìn lâu quá. Hai món hay một món ta? Món đã. Ông kia phạm quy mất rồi. 90 giây đã kết thúc. Do là cái ngôn ngữ vùng miền á, mỗi miền mỗi khác, đâm ra là gợi ý, đâm ra bạn cũng hơi khó đoán đúng không nào. Và bây giờ sẽ là hình ảnh đầu tiên, xin mời. Đó, cái gì mà giống hủ tiếu dài dài màu trắng trắng miếng. À, bạn ăn miếng chưa? Em ăn rồi, chính xác. Đấy. Nhưng mà trong những cái lúc mà gay cấn như vậy thì tâm trí mình không thể nào mà thể tập trung được đâu. Ừ. Yeah. Rồi, hình ảnh tiếp theo. Tiếc ghê. Trời ơi, giống cà rốt mà màu trắng nè. Củ cải trắng khó à. Lúc đó em cũng rối quá. Dạ, đúng rồi, em đúng. Rồi cuối cùng bị phạm quy luôn, không hợp lệ rồi. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Đây, đó, ta ra chợ, xong kỳ kèo, mặc cả, trả giá, hên quá, trúng được rồi một món, xin mời món tiếp theo, này khó nè, thịt heo sao mầm. Hết, chúc mừng bạn với một món, dạ. Còn thiếu ba món nữa, tất cả trách nhiệm sẽ thuộc về Mr. T vì không đoán được, lát nữa bạn sẽ phải đền bù cho người chơi. Yeah, sorry. Và bây giờ Tô Uyên, bạn đã có đầy đủ những kinh nghiệm quý báo rồi, cố gắng vượt qua được con số 1 của bên kia nha. Dạ, em sẽ cố gắng. Xin mời Uyên vào vị trí của mình. Ba, hai, một, bắt đầu. Nó là một cái củ, mà nó màu màu đỏ, củ màu đỏ. Củ luôn. Kêu dạ, bỏ qua. Trời ơi, quen con à, đây. Ở Hà Nội có một cái món ăn với mắm tôm, bún. Bún gì? Mắm tôm. Ừ. Đậu gì? Thiếu gì vậy? Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Cái món ở trong cái bún đó là đậu gì? Ô xì ta. Đậu gì? Đựng trong cái gì? Trong cái mẹt. Đồ sáng. Đúng rồi. Tiếp đi. Bỏ qua. Tiếp đi. Cái món mạnh ghét. À, mướp. Không, cái món mà anh... Khổ quá. Cái món mà hồi nãy em lấy nhưng mà anh ghét á. À. Món gì ta? Cái món màu trắng trắng. Bỏ qua. À, củ hành. Đúng rồi. Màu gì? Hành trắng. Đúng, nhưng mà hành khác, màu khác. Hành xanh. Màu khác nữa. Bỏ qua. Hết giờ, hết 60 giây rồi, 30 giây đi lấy đồ đi. À, trời ơi, phần thi bữa nay kỷ lục luôn hả? Không có tin được. Để anh lấy lại bình tĩnh. À, Uyên à, dạ. Em có bị cận không? Em bị cận nhưng mà em vẫn thấy được chữ. Em thấy được chữ rồi đó hả? Mà có điều là em bất lực với em idol. Bất lực, em bị bất lực hả? Em rất là bất lực với mình lại... cũng có thành quả mà Uyên. Trời ơi. Tì à, công nhận fan của em chất ghê luôn á. Chúng ta kiểm tra lại đề bài. Hình ảnh đầu tiên, xin mời. Bạn gợi ý, đây là cái củ. Tào đỏ. Em ơi, đây là củ hả? Em hay gọi nó là củ cà chua. Củ cà chua. Oh my god.
À, hay là ôi thỏ trắng thân ngay là em đó. Hay là quả cà chua. Anh chấp nhận, nhưng mà quan trọng là Ti không có trùng với suy nghĩ của em thôi. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Trời ơi, bún ba chấm tôm đáng đúng được cái đậu rồi. Hoàng Đức Bơ hỏi là đậu chi? Trời ơi, Ti nói đậu rang mới trào chứ. Nhưng quan trọng là bạn lại lấy đúng cái món đậu về, là coi như xác nhận hợp lệ. Chúc mừng bạn, khuyến khích đó, khuyến khích đó. Nào, hình ảnh tiếp theo. Này quá khó rồi. Em không biết diễn tả làm sao. Dạ, xin mời đến với hình ảnh tiếp theo. Cái này mới tức, cái này mới tiếc. Hành có mấy màu? Hành mấy màu? Hành mấy màu? Củ hành có hai màu. Hai màu. Màu gì? Củ hành có hai màu, màu trắng và màu tím. Màu trắng và màu tím. Cảm ơn em đã cho thêm cho anh thêm kiến thức. Xin ta ơn nhé em. Wow, như vậy là giống như bên đây luôn. Bạn chỉ đem về đúng một món hợp lệ mà thôi. Và tất cả mọi trách nhiệm sẽ thuộc về với Ti. Bạn sẽ phải cố gắng vượt qua được thử thách tiếp theo để mang hết toàn bộ đầy đủ những món nguyên liệu phụ, giúp cho cả hai nấu những món ăn ngon tặng cho Ti. Và bây giờ xin mời quý vị đến với vòng tiếp theo được mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ chúng ta đang đến với phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và rõ ràng cả hai người đẹp chúng tôi là hai fan hâm mộ của Mr. T đang thiếu rất nhiều món nguyên liệu phụ, thậm chí là không thể kể tên hết được. Với những món nguyên liệu phụ bị thiếu thì Mr. T, bạn phải chịu trách nhiệm với phần này. Hãy cố gắng vượt qua được thử thách. Nếu như vượt qua thành công, bạn sẽ đem đầy đủ những món đó. Còn nếu như không vượt qua được, xem như cả hai món ăn đều bị thiếu và bạn bắt buộc phải ăn cho hết thành phẩm cuối cùng. Cố gắng nha. Yeah. Người cố gắng nhất là Mr. T. Và bây giờ hãy sẵn sàng đón nhận thử thách của mình. Xin mời bạn. Bên trong này gồm 4 chiếc ly bí ẩn. Nhiệm vụ của bạn phải uống cạn chén 2 trong 4 chiếc ly. Bạn đoán xem 4 chiếc ly này đang chứa đựng gì trong đó. Có lẽ là sẽ là một ly là nước suối. Một ly là ly trà. Một ly là chè. Và một ly là rượu. Gần đúng rồi. Tiết lộ với bạn biết. Đầu tiên đúng nước suối. Thứ hai là xăng. Thứ ba dầu nhớt. Thứ tư thuốc diệt cỏ. Bạn nhắm bạn uống được 2 trong 4 ly không? Cái phòng này mình chỉ được chơi một lần thôi phải không? Giỡn thôi. Chứ không uống lần cái số cuối luôn thì sao? Nào bịt mắt lại đi. Yeah. Cho công bằng nào. Nào bây giờ chúng ta hãy dành 1 phút để mặc niệm và cầu nguyện. Hết đã hết 1 phút. Sẵn sàng nha Ti. Yeah, bởi vì phần thi đấu vừa rồi của em đạt được kỷ lục của chương trình. Chưa ai đạt được kỷ lục mà đáng nhiều như em luôn á. Năm nay cái phần thứ này hơi nặng nề nha. Sao hồi hộp vậy này? Đấy. Không phải anh chọn, mà là do em chọn. Nên em không thể trách anh được. Ly này em uống đầu tiên nha. Rồi. Uống hết nha, cạn ly nha. Cạn ly nha. Uống đi nhấp nhấp cái gì một hơi một nút kẹt. May quá. Ôi dồi. Nước uống chúng gì vậy? Vị này là vị nước suối. Trời, sao ăn ở sao hơn vậy ta. Rồi, chưa. Hồi hộp quá. Cái gì? Nào uống cho hết đúng với chương trình đi. Một hơi một. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Wow. Cái gì vậy hả? Em cảm giác như đây là nước đường. Nước đường à. Vậy là quá hạnh phúc cho em. Nào tiếp nào, tiếp nào. Ủa, em phải uống 2 ly thôi mà. Không, hồi nãy nói 3 ly, em nghe sao 2 vậy trời. Nào tiếp nào, tiếp nào. Đó, đúng với luật như giờ. Phải uống 3 trong 4 ly chứ. Cho hết nào. Hồi hộp anh cũng rụng thì cái gì. Uống cho hết thì luật chơi. Cố lên biểu. Cố lên anh ly cuối nhiều cùng rồi. Quá mà đang trúng quá mà. Một quá chữ luôn thiệt mấy phục mấy. Cái gì vậy hả? Chắc chắn đây là nước chanh. Chanh tinh khiết luôn á em. Rõ ràng bây giờ em đã có được một hộp hỗn hợp cocktail ở trong bụng rồi. Nhưng trà chanh ngon ha, đúng với bài hát của em luôn. Hồi nãy cái ly thứ ba là bonus thêm mà chứ không cần phải uống. Hả? Bonus thêm mà chứ không cần phải uống. Hả? Xuất sắc. Như vậy, Melody đã thành công và vượt qua được thử thách này. Và bạn ấy có quyền đem lại tất cả những món nguyên liệu phụ dành cho cả hai người chơi là Tố Uyên và Bảo Châu. Xin mời. Tuyệt vời. Nhờ sự anh hùng dũng cảm của Melody mà cả hai bạn đã có đầy đủ những món nguyên liệu phụ. Chúc cho hai món ăn thật là thành công và thật là ngon miệng và khuất phục được khẩu vị của Melody. Và bây giờ sẽ là 15 phút để chúng ta nấu ăn. Bên cạnh đó Melody sẽ đi xúc ruột. Xin mời bạn.
giờ với Bảo Châu thì em đặt tên món ăn là gì? Món ăn của em là món ăn món miếng gà, nhưng mà bây giờ mình gọi miếng gà thì thường quá à. Mình gọi là miếng mít tơ ti đi. Dạ, miếng mít tơ ti đúng okay. rồi. Còn Tố Uyên, bún tằng cho nó khác bên đây. Dạ, bún tằng. Bún tằng. Ghê chưa? Mong mới luôn. Bên đây là miếng tơ ti, miếng ti, bên đây là bún tằng. Liệu món nào sẽ giành chiến thắng đây? Và bây giờ xin mời các bạn tiến về khu vực bên kia. Hai món ăn này Mít Tì muốn thưởng thức món nào trước? Thử miếng gà trước đi. Ok ok, okay. Đẹp mắt quá chừng luôn á, khéo tay ghê luôn. Em mời tất cả mọi người nha. Dạ dạ dạ, tự nhiên đi ạ. Cái món miếng này á thì nó sẽ không có quá nhiều tinh bột. Nói chung là khi mà mình nghiến cơm á thì mình ăn một cái món mà nó có nước nữa thì nó sẽ dễ ăn hơn. Hiện tại em ăn á thì em có cảm giác đầu tiên. Cái miếng em gắp đầu tiên đó là miến rất là mềm. Ở trong một khoảng thời gian ngắn khoảng 15 phút như vậy mà các bạn có thể làm nấu được một nồi nước lèo mà cũng như là miến có thể mềm và ngọt như vậy. Rất là giỏi. Phần thịt và thịt bằm và thịt gà nào cũng rất là ngon và cái gia vị thấm đều vào trong phần thịt chứ. Dạ vâng. Thường á thì khi mà em vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì em luôn luôn cảm nhận được một điều rằng là cái cách chế biến của tất cả mọi người trong miền Nam và cũng như miền Bắc nó cũng có sự khác biệt. Đương nhiên rồi, thường thì miền Nam thì sao, miền Nam ngọt hơn, cái nấu gì cũng ngọt hết trơn. Còn miền Bắc thì lại ăn có vẻ như là sẽ là hơi mặn hơn một chút. Mặn hơn một chút. Nhưng mà khi mà ăn cái tô miến này thì em cảm giác được về quê chưa? Như là bạn là đầu bếp của người Bắc vậy. Ngon. Thank you. Như vậy là món ăn khá thành công. Nào bây giờ mời Mr. T sẽ về với số mo khẩu vị của mình với món ăn tiếp theo là món bún tăng, công lực thâm hậu lắm này. Tên tè tên thêm tí mắm tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Đúng khung giờ này thì ôi trời ơi, đánh thức khẩu vị rồi, đúng chuẩn vị Bắc. Ủa vậy hả? Đúng chuẩn vị Bắc. Trời ơi, anh tưởng nó mặn nhưng hóa ra là nó ngọt vừa phải và mặn vừa phải nha. Chết rồi, phần này khó lắm nha. Bây giờ em đã được có cái quyết định của mình chưa? Em đưa quyết định đi. Ai, món ăn nào là món ăn giúp cho người giành chiến thắng ngày hôm nay? Hai món này, bún tăng và miếng ti. Khó khăn quá, hai món đều ngon. Bởi mà nhất là trong thời gian ngắn. Ai cũng dễ thương chưa? Ai cũng xứng đáng làm con dâu tương lai hết. Hả? Nào, thiệt luôn hả? Lựa đi chú rể. Em sẽ lựa chọn đó là món miếng gà. Như vậy là món miếng gà là món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng Bảo Châu. Là giải thưởng trị giá 5 triệu đồng dành tặng cho món ăn và chủ nhân sở hữu món ăn đó đã mang lại rất nhiều ấn tượng dành cho Mr. T. Chúc mừng bạn Bảo Châu. Tí chào 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 Tí. Chúc mừng em. Dạ, cảm xúc như thế nào khi giành được giải nhất ngày hôm nay? Dạ, cảm xúc của em đang cầm tấm bảng này là em rất là rung và rất là vui mà. Đúng khi rồi. Được mình nấu món ăn cho thần tượng của mình mà mình lại được một giải thưởng nữa thì niềm vui nó là nhân đôi lên luôn á anh. Nhưng bên cạnh đó, món ăn còn lại cũng rất là xuất sắc. Đó chính là món bún ốc của bạn Tố Uyên. Dạ. Cảm xúc như thế nào khi mà về nhà ngày hôm nay? Em hơi buồn chút xíu thôi. Và bây giờ xin mời Mr. T hãy nói lời chia tay với mọi người đi nào. Cảm ơn chương trình Khẩu vị ngôi sao đã tạo cơ hội cho Mr. T đến với chương trình và đặc biệt là được ăn những món ăn từ những người yêu mến của mình thực hiện trong thời gian ngắn thôi. Nhưng mà mình đã cảm nhận được trong đó là cái tình cảm của mọi người dành cho Mr. T. Cảm ơn Mr. T, cảm ơn Tố Uyên, cảm ơn Bảo Châu. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đương nhiên, đường đi đến với con tim phải đi qua cái bao tử. Và rõ ràng Khẩu vị ngôi sao sẽ kết nối được rất nhiều tình cảm với nhau. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hoàng Đức Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.